niệm 20 năm ca hát, ca sĩ Hồ Ngọc Hà sẽ tổ chức chuỗi hoạt động diễn ra từ nay đến cuối năm 2024, gồm đêm nhạc Love Song, EP và music video, phim tư liệu về Hồ Ngọc Hà, hành trình 20 cộng, triển lãm thực tế ảo và cuối cùng là music festival hoành tráng. Cũng trong đêm diễn ra sự kiện kỷ niệm 20 năm ca hát của Hồ Ngọc Hà, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc khẳng định Hồ Ngọc Hà khó tính, sâu sắc và là người anh rất yêu quý. Amy cũng vừa trở lại đường đua âm nhạc sau 2 năm vắng bóng, cùng mini album Mộng Mị và phát hành cùng lúc MV Mộng Du, sản phẩm có sự góp giọng của MCK.